tiền cho một đứa thuê tiền nha. Tiền bên công ty em sao với chị mấy phòng đây xe gì cho một đứa thuê thấy được không xe chị thì hồi không giờ, có cây đất đó không đó thì giờ em xe cho chị xe phòng cho chị rồi xe cho một đứa thuê cho chị cái này em thấy chị làm cái cho thôi những cái này chị gọi vậy đó cái này là ở cái phòng thì thích và sư phụ ca nhưng mà đi đi shop thì đi đâu đó chị về trang bị gì hết? Dạ dạ là giá tiền nó khác hả? Dạ đúng rồi. À, cái này là nó có cái này là ý là hồi nãy anh nói là có hai dạng đó, một dạng là foundation mà mình vô mình chở thôi, còn một cái dạng là chưa có gì hết, mình vô cái dạng sinh viên á, mấy bạn vô mấy bạn tự trang bị những cái này, còn cái này là dạng cho người đi làm ở nước ngoài. Dạ. Thì đây là gồm có nơi có một cái sofa, bàn, cái bàn ăn, bàn này mình xếp này được, TV, kệ giày là cái đó có bạn như bàn làm việc luôn. Thì nó cũng là tủ quần áo. Đó, bây giờ tủ lạnh đầy đủ. Dạ. Đây là 9 triệu chưa, điện nước chưa, mấy cái kia. Dạ. Những cái phần kia cũng y như vậy. Y như vậy thôi. Chị thấy ra. Ở trên này có được mấy phòng đó. Dạ, cái này hiện tại giờ là 1 mình đang làm được 4 phòng rồi thôi. Dạ, còn là phần là đến giai đoạn 2. Là cái này cũng mới sẽ xong. Thì cái tầng này thì sau này nó cứ là thế là ở phía trước này mình làm cái ra rồi pha cà phê làm ở đây người tây thoáng mát chiều tối hay gì đó mình nghe chủ đồ là đây rất là đẹp đứng là ngắm toàn cảnh thành phố này. Sao cái kia tới 9 triệu mà cái này dạ, 8 triệu? Dạ, ở trên tầng 5, đó là tầng cao nhất của em. Có view hả? Anh được cái view hả? Cái đúng là hàng này nó có cái cửa sổ nó hơi mắc hơn chứ hả? Dạ, từ điều đó là sao? Ở trên tầng đó, sau này tụi em đang làm cái... Cái coffee. Cái đó, cái đó là tuyệt vời. Tự nhiên đó là ví dụ thư giãn cuối tuần như đây mình rất ok. Có mấy giặt? Bàn giặt, bàn ăn, đầy đủ. Nè, em nói đầy đủ. Cái này không biết, cái này em giặt. Dạ. Cái này là... nhiều tầng, những cái đây... Có mấy tầng không? 8 triệu, cái này là 7 triệu. Chỉ có nhiều tại vì do là hai người có băng công.